Mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam tại hạt Maricopa thuộc thành phố Phoenix, bang Arizona, một trong bảy bang chiến địa tại Mỹ, công tác kiểm đếm các phiếu bầu sớm đã bắt đầu được tiến hành. Trong khi đó, thăm dò trước bầu cử vẫn cho thấy hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vẫn đang bám đuổi sít sao khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Tại trung tâm bầu cử và kiểm đếm phiếu của hạt Maricopa, hàng chục nhân viên bầu cử đang xác minh chữ ký và chia tách các phiếu bầu từ trong bao thư. Toàn bộ quá trình này được phát trực tiếp để đảm bảo sự minh bạch. Những phiếu bầu sớm được kiểm đếm trước ngày bầu cử 5 tháng 11 sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, trong khi những phiếu bầu được chuyển đến đúng ngày bầu cử sẽ được công bố muộn hơn do còn phải chờ thời gian kiểm đếm và xác minh. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bám đuổi xích sao trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. Bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò do Reuters iPod thực hiện, trong khi cuộc thăm dò do báo New York Times và Đại học Siena thực hiện lại cho thấy đảng Cộng hòa đang dẫn trước đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Thượng viện ở các bang Monata, Texas và Florida. Quỹ ban quốc gia dân chủ ước tính năm nay 1,6 triệu cử tri Mỹ ở nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu tại một trong bảy bang chiến trường. Điều đó có nghĩa là những lá phiếu của người Mỹ ở nước ngoài có thể tác động đáng kể tới cuộc đua xích sao tại các bang chiến trường. Trong cuộc bầu cử năm 2020, có tới 3 phần tư số cử tri Mỹ ở nước ngoài cho biết họ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ. Vì vậy, lần đầu tiên trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ đã cho Ủy ban Đảng viên Dân chủ ở nước ngoài khoảng 300.000 đô la Mỹ để giúp người Mỹ ở nước ngoài đăng ký bỏ phiếu và tăng cường hoạt động bỏ phiếu qua bưu điện cũng như các hình thức bỏ phiếu khác. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Trump cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Mỹ sống ở nước ngoài. Đầu tháng 10 này, ông tuyên bố sẽ chấm dứt việc đánh thuế hai lần đối với người Mỹ ở nước ngoài ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua đã đến thủ đô riyadh của ả rập xê út nhằm tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở trung đông cũng như tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa israel và ả rập xê út tại riyadh ngoại trưởng blinken đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà faisal bin fahan về sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở gaza giải phóng các con tin cũng như các cách thức thiết lập an ninh quản trị và tái thiết sau xung đột ngoài ra ông Blinken cũng đã có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman để thảo luận về quan hệ song phương và các nỗ lực đạt được ổn định lâu dài trong khu vực trước đó trong chuyến thăm Israel ngoại trưởng Blinken cũng đã kêu gọi Tel Aviv à nắm bắt cơ hội bình thường hóa quan hệ với Út. hôm qua thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã phát hiện một âm mưu tấn công của lực lượng Hezbollah trong khi đó hai bên vẫn đang tiếp tục các cuộc giao tranh dữ dội Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã phát hiện các đường hầm của Hezbollah chuẩn bị cho hành động tấn công Israel và hệ thống công sự này chỉ cách biên giới 1-200 mét. Thủ tướng Netanyahu đánh giá, nếu cuộc tấn công này thành công sẽ gây thiệt hại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vụ tập kích của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Về tình hình giao tranh, hôm qua Israel vẫn tiếp tục không kích vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, trong khi Hezbollah cũng lần đầu tiên bắn các tên lửa dẫn đường chính xác vào các mục tiêu bên phía Israel. Hiện chưa có thông tin thiệt hại của các cuộc tấn công này. Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cam kết sẽ cung cấp khoảng vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước cuối năm nay. Đây là thông báo được giới chức Mỹ đưa ra hôm qua. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, G7 đã đồng ý cung cấp khoản vay lớn nói trên cho Ukraine, sử dụng lợi nhuận từ lãi trên số tài sản của Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine. Tuyên bố mới nhất của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh trước đó, G7 đã thống nhất phân bổ cho Ukraine theo tỷ lệ Mỹ cung cấp 20 tỷ đô la Mỹ trong khi 30 tỷ đô la Mỹ còn lại dự kiến sẽ đến từ sự đóng góp của các đối tác khác của G7, trong đó có Anh, Canada và Nhật Bản. Hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo về rủi ro nợ công tăng cao và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện những điều chỉnh thận trọng. Theo IMF, thâm hụt và nợ công toàn cầu hiện đã ở mức rất cao và vẫn đang được tiếp tục tăng lên với nhiều rủi ro. Với tốc độ gia tăng như hiện nay, dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và có thể lên mức tương đương 100% GDP toàn cầu vào cuối thập kỷ này, cao hơn cả thời kỳ đỉnh điểm tại đại dịch COVID-19. Khoảng 1 phần 3 các quốc gia, bao gồm các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Italy, Nam Phi và Anh, vốn chiếm tới 70% GDP toàn cầu, sẽ chứng kiến mức tăng nợ công nhanh chóng. Tuy nhiên, IMF cũng lưu ý rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc có đủ không gian chính sách để kiểm soát vấn đề này. Mạng xã hội X tiếp tục gặp rắc rối tại Brazil. Ngày 22 tháng 10, chính phủ Brazil đã yêu cầu đại diện của X giải thích về chính sách quyền riêng tư mới sau khi mạng xã hội này thông báo có ý định thu thập dữ liệu khách hàng để đào tạo chương trình trí tuệ nhân tạo được biết với tên gọi Grok. Cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia và Bộ Tư pháp Brazil đã triệu tập người đại diện nền tảng X để yêu cầu giải thích về những vi phạm có thể xảy ra với luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia này. Đáng chú ý cho đến thời điểm hiện tại, X vẫn chưa đưa ra hướng dẫn nào về cách mà khách hàng có thể từ chối nền tảng này sử dụng dữ liệu cá nhân cho việc đào tạo chương trình Grok. Trước đó, chính phủ Brazil đã cho phép Meta, chủ sở hữu của Instagram, Facebook và WhatsApp, sử dụng dữ liệu của khách hàng để cung cấp cho các chương trình trí tuệ nhân tạo sau khi Meta cam kết cung cấp cho người dùng cách họ có thể từ chối hoặc cho phép thực hiện hành vi đó. Hôm qua, các công nhân vận tải ở Bolivia đã tập trung tại các tuyến phố ở thủ đô La Paz để phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng vốn đang ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Các tài xế đổ xe khắp các tuyến phố chính gây tắc nghẽn giao thông, khiến cho nhiều người dân phải đi bộ hàng km. Hiệp hội Giao thông Công Cộng cũng kêu gọi ngừng hoạt động trong 24 giờ do tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng hiện nay. Nhiều người dân đã phải xếp hàng dài, thậm chí chờ đợi đến 2 ngày để mua nhiên liệu. Chính phủ Bolivia cho rằng, Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ việc những người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Evo Morales tràn xuống đường từ hôm ngày 14 tháng 10 đã gây tắc nghẹn giao thông ở các khu vực trung tâm và các tuyến đường cao tốc chính kết nối nhiều thành phố, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác. Chính phủ Bolivia ước tính những hành động này đã gây thiệt hại lên tới 191 triệu đô la Mỹ. Sau khi đổ bộ vào bờ biển phía đông của Philippines ngày hôm qua, bão nhiệt đới Trà My tiếp tục tấn công khu vực đông bắc của đảo chính Luzon, buộc các trường học và các cơ quan hành chính ở đây phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines, bão Trà My duy trì sức gió tối đa 95 km/h giật trên 160 km/h, đang di chuyển về phía tây qua tỉnh Isabela hướng ra biển đông. Cơ quan này cảnh báo bão có thể gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại một số tỉnh miền Bắc. Cho đến nay, bão Trà My được Philippines gọi là Christine đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 12 người ở thành phố Naga. Hàng nghìn người đã phải rời khỏi nhà cửa ở khu vực Bitcoin thuộc miền Trung do nước lũ đã dâng cao tới nóc nhà. Các trường học và cơ quan hành chính tiếp tục phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi Ngân hàng Trung ương Philippines tạm dừng các hoạt động trao đổi ngoại hối. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ thông báo đã có 49 người Mỹ nhiễm khuẩn E. coli, trong đó có một trường hợp tử vong sau khi ăn hamburger của McDonald's. Theo thông báo của CDC Mỹ, các ca nhiễm khuẩn E. coli O157H7 được ghi nhận ở 10 bang, trong đó tập trung chủ yếu ở Colorado và Nebraska. Tất cả 49 người bị nhiễm khuẩn đều cho biết đã ăn hamburger, water powder của McDonald's. Theo CDC Mỹ, số người nhiễm khuẩn trên thực tế có thể cao hơn nhiều và phạm vi bùng phát dịch không chỉ giới hạn ở 13 bang được báo cáo. Các nhà điều tra hiện đang khẩn trương xác định thành phần cụ thể trong bánh bị nhiễm khuẩn, trong đó tập trung vào hành tây tươi thái mỏng và thịt bò tươi. Về phần mình, McDonald cho biết đã tạm thời loại bỏ hành tây và thịt bò dùng cho bánh Quarter Pounder ở các cửa hàng ở những bang bị ảnh hưởng, cũng như đang làm việc với nhà cung cấp để bổ sung nguồn cung vừa rồi là bản tin thế giới của đài phát thanh truyền hình quảng nam cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt